like a Hellcat. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình là Bill Sergey. Thì hôm nay mình sẽ đánh Lee Sin Tiết Vô Thần Rerun. Cái skin này là mình mod luôn, nói cho các bạn đỡ sầm nồi kêu thằng Sủ Nhi mod skin đó. Mình được Lucian giúp rừng khá là tuyệt vời, mặc dù team mình không có support high top rồi. Giờ quốc con số này thôi, team mình giao xuống nó AFK rồi, thật là chán. Quân số này nhận ơi không cóc chứ, quên giao xuống AFK rồi, fucking shit thiệt. Giờ qua quốc red chứ nó năng nữa. Mình đã quốc xong con blue con số với con cấp luôn rồi. Rồi qua thằng Giê-xu mình nó cũng đẩy vô lại rồi, thật là mừng. Tuyệt vời. Giờ Giê-xu nó đang ở top, mình lên gần rồi, mình lên gần rồi. Hello man, I come in man. Mình lên về đây không giờ là chết nữa con. Giê-xu mình nó lên rồi, Giê-xu mình mới level 1 thôi. Vô level 4. Này chẳng thân gió nó chưa quay chẳng thân gió ngu rồi, ngu người này. Nãy mình lướt mắt sớm quá, tưởng nó quay lướt mắt sớm quá. Quay chúng mà tuyệt vời. Nice, tốc biến chạy luôn. Ôi né được cái quay của thằng Lee Sin. Hên, chạy về luôn. Rồi vô farm người đá ở tuyệt vời luôn. Giê-xu mình nó mới level 1 à. Phải hết đợt người đáng này xong về nhà hồi máu đi găng tiếp thôi. Ok, tuyệt vời, về nhà mua đồ anh em. Xuống găng boss nào. Quy hắc đảo ạ, không bất bất tốt, nó không tốc biến, bị chó trúng rồi, cắm mắt lướt lên giết, cắm mắt lướt lên giết. Đang chờ hồi quy. Trúng, tốc biến thôi chịu. Nãy mà quy trúng mới ơi, chứ ngờ tốc biến đâu. Rồi, coi thử rồi. Mà giờ, có quy. Xa quá, không trụ xa quá. Mình nhờ mày ngay đưa con, mày ngay đi. Tao quy chúng đừng có hỏi, tao quy chúng đừng có hỏi nha con. Ngay sơ lên thông thạo ngay, thông thạo năm ngay. Tuyệt vời. Này thì nhay không về này. Ờ, Lee Sin, mình chưa có quy, mình chưa có đúp. Hồ quy hụt luôn ngu người. Ồ, ní được quy luôn, cắm mắt chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi. Úi giời. Quy hụt, quy chúng là mình vô mình đổi mạng luôn rồi. Nếu anh em thích video này thì hãy nhớ bỏ lại một like, một share và một subscribe cho mình nha. Ok, Lee Sin nó mang bản bố trời lửa tử thần nó rồi đấy, chết luôn. Nó là lầy lội. Về nhà mua lên thăng cấp với đồ rừng luôn. Ồ, thằng này mà chơi đi xuống rồi nó mới lên. Trời, tường gió kìa, mù mắt nhau trời. What the fuck. Tường gió rất là tuyệt vời luôn. Lên là tao rồi thẳng mặt luôn nha, mày chạy đâu. Mày chạy đâu, thẳng mặt chết ngay. Nhờ không được không mày. Phàm ơi, còn người đá là Phàm mới nốt rồi. Phàm người đá này xong mò quay quốc rết luôn. Rết nó cũng gần hồ đây mà. Hình như còn mười mấy giờ nữa là rết rồi, 8 giờ nữa là rết rồi, chờ đứng đây chờ nó hồi quốc luôn. Thằng Giê-xu mình nó vẫn AFK rồi. Mình bị giết một mạng xong nó AFK luôn rồi. What the fuck. Họ boss bị đè rồi, một mình thằng AD sao chơi đây. Nhà mua đồ xong xuống găng boss coi. Rồi Giê-xu AFK luôn trời ơi. Rồi lên top boss Giê-xu nó xuống rồi nên cũng không sao. Vô lông anh. Nhờ mày lốp hụt ngay. Nhờ mày rồi thắng mặt luôn, tuyệt vời. Nãy giờ mình găng xu nó hơi bị nhiều luôn á, đẩy top luôn, lấy cái trụ đầu luôn.
giờ quất cái chủ đầu luôn. Hình như là chưa ai ăn chủ nên là chủ tóc là chủ đầu tiên bút dép. Ủa ơi JC ơi, ăn đi JC ơi, team mình sao bên đây nó chết rồi. Jesus sụp bọt cái vải đá, nãy thanh niên đi tóm mà bây giờ lại xuống sụp bọt rồi. Hình như mình thấy thằng này dịch chuyển lên là sao á. Nó đâu rồi? Chủ đầu mình ăn cái chủ đầu luôn, tuyệt vời. Yosuo vô chơi man, tao giết mày bao nhiêu lần mà không chừa đúng không? Thằng nhóc con ngu người, 5-0. Ngu người á mày. Quên cúp rừng cúp. Ê, Lee Sin mới level 6 mà ngáo, level 6 nè mày. Rồi, JC EQ trúng rồi, tuyệt vời, quay trúng luôn. Nice. Khi đồng thảo ngay còn cái gì cúp hết luôn. Ô, giết nữa. Ô, lắp liền. Ô, tóc biến khời. Trời ơi là trời. Rồi, thằng Jesus này mình lên mình giết nó tiếp thôi. Mình giết tiếp thôi. Này thì Jesus, này rơi cho chủ ngay. Cái mắt lướt đại đánh tiếp rồi, thanh niên quay kìa mù mắt nhau rồi. Tôi muốn buôn chuột. Rồi giờ đẩy top luôn, nãy giờ mình găng Jesus là hơi bị nhiều luôn. Thanh niên rất là ngu người khi đánh mà không cắm mắt, đẩy keo quá trời. Găng nó nát luôn. Thì mình thấy team đó thằng Jesus là đánh hay nhất à. Ồ, lần đi sinh, mình level 7 mà ngáo rồi, level 7 mà ngáo, level 7 mà ngáo. Level 7 mà đồ đi đánh cho level 10, what the fuck. Đẩy top luôn em ơi. Tao đã chết rồi, thằng Jesus đã gần ra rồi. Jesus đang chạy bộ ra. Về thôi. Chơi mày ngáo. Chơi không mày. Ê, anh tì rồi, xong tao chơi rồi. Còn thiếu đốt nữa sao mà chơi. Tao ga mày lắm rồi Jesus à, Tao giờ phải giết mày mới được. Tao ga mày lắm rồi. Quay ra. Đấy, ấy tóc biến này. Mình giết thằng Jesus thôi, đó là cuộc đời của mình, tuyệt vời. Wow. Cả rít cho còn người đá rồi quất luôn. Đang thiếu thốn 92. Tiền có 15 mạng mà ăn hết 9 mạng rồi. Khá là thốn. Ôi chết rồi, nó on mid luôn kìa. What the fuck, phút thứ 14 on mid. Chấm hỏi luôn. Ôi chuối. Một trái chuối bự thơm ngon. Chuối bự. Rồi, tuyệt vời rồi. Quay rồi, quay combo hả mày. Giết mày luôn nè. Rồi quay chung lúc rồi. Đạt cho. Lúc mình quay đánh thường cái gần chết luôn. Rồi bỏ mạng luôn. Red đốt chết. Nice. Ra chơi tiếp thôi. Ờ, tay mình đang bị combat, mình đang lên top mình để đẩy lính, tay mình combat thì cả team mình. Đấy, mình đẩy lính là việc của mình. Mình chơi với team này cảm giác rất là muốn buông chuột em à. Team nó đánh thật là vãi lều quá. Hồi xuống đây. Xuống này lúc chuối đây. Trời ơi, combo. Một đá, hai đá, ba đá chết luôn. Như xua này, tao gà mày nãy giờ. Level 11 á mày. Tao gà mày nãy giờ. Ờ, mình định rờ flash để mình rồi chúng giết luôn mà ai ngờ giết nó chạy xa quá rồi không trúng mà thôi giết được Jesus là ngon rồi. Hai mạng và tay ok, 13 chích 3, hỗ trợ 2. Thằng này nữa. Chơi không anh trúng. Đấy, quá là xa, mắt tầm luôn. Xuống quốc rồng anh em ơi. Quân rồng ơi, rồng lửa rất là tuyệt vời, tăng đem tăng phép luôn. Rồi quân rồng xong rồi, giờ ra mít chơi thôi. Chứ thôi. Ấy bay vô ấy. Rồi bay vô là không được, bay vô là chết. Bay vô lúc nó đá nó chói không mà ấy nó đá là chết. Giấy kìa. Rồi 11 kìa. Ôi, thằng JC e quyền cái thằng kia nữa cây. Để rồi giờ insect đó không ai giết luôn. Hú, ngu người. Vừa một lần phê ngu người. Bóp tem rồi. Sorry anh em. Rồi, nó bay vô tới combat luôn kìa. Nó giết quyết sạch rồi. Tao thấy nó quyết sạch rồi.
Ôi chưa chưa, thằng Lucian nó đang đẩy bot. Đấy, bố mày ra đây, bố mày ra đây. Này chạy chạy đi đâu, chạy đi đâu. Chết ngay 15 mạng. Giết người gần bằng thêm luôn 18 mạng rồi, 18 phút mà giết 15 mạng. Holy shit. Rồi, chuối chuối chuối. Chuối, thằng Lucian mà chạy đâu? Họ giết thằng Jesus trước. Bây giờ nó giết mình quá nhiều. Ồ, chẳng thường gió quá hay. Tao còn R, tao còn R. Giết nó đi men, bắn chủ đi men, R vô. Sao bên đây không R? Chấm hỏi luôn. Ngu người. Về. Rồi giấy xuống nó rực mày đi. Mày vô đây tao đáng rồi chết luôn. Ảo tưởng không mày. Hút máu lại, hút máu lại. Đầy cây, đầy cây. Ok ok. Lên combat kìa. Từ từ. Ok ra. Rồi. Ôi nhiều quá. Ba đứa. Rồi chạy thôi, chạy thôi. Chạy thôi. Rồi giấy xí lên, giấy xí lên. Ngu người, ngu người. Rồi shit mẹ rồi. Nó chặn tường gió, chặn cái quay rồi. Đập nó. Sao giấy xuống nó mạnh như vậy. Ồ, giá xuống nó quẩy hết luôn chiếc bột kêu rồi. Rồi, á kể. À, đầu hàng như thế này. Rồi đang gánh tem. Rồi đang gánh tem. Rồi, thắng mặt. Ngoài là quy chúng. Rồi đang gánh tem, ai mà lại đầu hàng như thế này. Chơi đầu hàng không phải đón năm nhi. Thằng nội, thằng mặt nội chết chưa. Rồi nhưng mà máy nó lag gì ta. What the fuck. Chơi mà, chơi không anh. Chơi không anh, chết ngay. Ồ, team mình cắm bắt ăn rồi, không hiểu luôn. Baron em ơi. Ồ, team nó cắm mắt quay rồi. Rồi, Lee Sin rồi, lúc nữa. Xém bị ngu người. Lé liền, bay vô liền. Chơi không anh? Chơi không anh? Chơi không anh? Bay lúc băng trụ luôn, băng trụ luôn, băng trụ luôn. Ồ, quy hộp rồi, quy hộp rồi. Vô luôn, mình khá là trâu. Ồ, né cái chói. Đang đợi, hồi lại quy. Mày nhai như nãy đấy, quý chút. Xa quá, mắt tầm luôn. Ôi, thằng Á bắn tay rồi. Đại chủ mít thôi. Giết càng giết rồi, bay vô luôn, chơi luôn anh. Ôi, bị chó không bay được. Thôi về thôi. Ý, lách nhẹ nào. Lách nhẹ nào. Về em ơi. Ấy, cầm bồ ơi. Cầm bồ giết được có một đứa. Nãy cắm mắt mày chưa có hồi, chưa có hồi nổ năng. Xu này mày ngáy mày vô chỗ đâu mà chơi không? Mày chơi không? 12 mạng giết phút 22. Này farm mạng luôn chứ không phải farm quá nữa. Này giết người bằng tham. Tuyệt vời. Rồi team nó thằng lốc mày về mày ngáo. Mày ngáo. Vô đây dưới đây. Dưới đây. Chết bè thế nó mạnh đi, nó mạnh đi. Họ nổ chết rồi. Ngáo rồi. Mặc đồ mà ra đây, mày ra đây. Thằng Jesus. Ôi, né mày né được cái lóc. Jesus ra đây. Ôi. Quy ba lại rồi. Rồi ba lại. Tên nó thằng này cũng mạnh tên mình kìa. Level 11, 12. Tên nó level 14, 15. Trời ơi. Rồi ba. Đấy. Rồi chúng có hai đứa. Ý gì gì gì. Rồi Lee Sin nó bay vô cạn lời. Xui quá. Bắn nó đây. Bắn nó đây. Nice. Rồi xong. Tìm nát rồi. Nát rồi. Oh, fucking shit. Mày hơi bị ngéo rồi, át rồi. Ồ, Pistol, này thì Pistol. Này thì Stun đầy cây combo chết ngay. Này thì Stun giết 22 mạng phút 25. Team mình có 35 mạng mà mình ăn hết 22 mạng. Vãi. Quốc rồng rồi. Không biết cái team ở đây mà. Nghỉ quá. Ồ, tên nó kìa. Về đi chơi nội, để tôi ăn rồi mà. Đợi tôi tí. Đợi tôi tí. Đấy, tôi ăn được rồi rồi, về. Về. Hồi không ai biết mình đây luôn, hồi về. Tuyệt vời.
Ồ, nó thấy thôi, vẫn giờ kịp thôi quá. Này mày ngáo chơi không mày? Với xu rồi người nghe tim đánh nó đi đây này, hội đồng đi. Phút 28 chứ được 23 mạng, cái là kinh. Không ai đi bó cái vậy, dây xuống là FK đó rồi. Đi xuống là FK đó kìa. What the fuck? Holy fucking shit man. Tình cơ bá kìa, sao cơ bá mà không có tôi? Tại sao là như vậy? Tôi là người quan trọng mà. Come in. Where are you now? Mày này, mày đây rồi. Mày rồi, quỳ hụt luôn, ngu người rồi, bị chơi chúng luôn, mày giết được thằng ấy rồi. Nãy có phải một xe xử lý rất là ngu người đây mà, không có tin được. Tem mà nó cái Samane nó mạnh nè, thằng dây si nữa. Còn Lucian nó cũng yếu, dây xui khỏi bàn, gắn tem 20GG rồi, tiếng có bát rồi, mình quay chúng con dây rồi, các bay vô, né lóc con dây xui rồi, Lucian bắn rồi, nhưng mà không mất máu con dây xui là bao á. Xui lên tăng, bay vô, chơi không, rồi chết luôn, nhảy né lóc, ai cứu tôi rồi, quay chúng mà bay vô, Lucian bắn đi, Lucian, what the fuck, quay chúng cơ. Ồ, nó có bộ Baron, nó có con nó siêu cấp, đỡ bằng niềm tin nè. Đó bằng niềm tin à. Nó xua chưa về rồi, thanh niên đã về rồi. Trời ông anh. Vô lên bên ơi. Ờ à, né nó chói lên, bay vô né chói lên. Rồi tự nhiên máy nó lát luôn, không hiểu luôn. Này dây xua đâu bị ốc chó mày. Ồ ốc chó vậy mày vẫn giết được một thằng dây xua team mình. Team mình dây xua. Ơi né lóc, ờ lộn né né chói miệng nhanh hơn não quy nè, ờ ơi mắt tầm mà không trúng rồi đầu hàng cái gì tôi rượt cái tân cung hồ mày mày bước cái kịp mày chết mày rồi một cung buồn cái cưng mày chạy đi Lee Sin à, mày chạy ơi họ rượt cái tận cùng trong mấy cốc bể con họ nó về cơ động chạy mất nhanh luôn, họ tốc biến né luôn. What chạy được luôn rồi, thôi về rồi. Để đầu hàng gì chê, về. Giết cái bò, trời ơi, hút máu nhanh. Mày vô đây, thằng chú con, rồi xong rồi, ngáo, ngu người, mày ngáo, chơi su fix xong mà biểu là thôi đầu hàng đi, what the fuck? Chơi man. Rồi mình bây giờ chơi man, mình khá là chầu đi xuống tay đây, nice sir. Cuối cùng mà giờ xuống nó cũng có được ít một xíu tốc biến chạy luôn. Giết mạng 29 mạng phút 32. What the fuck? Rồi về má ơi. Về đây. Về đi, tôi không nên căng tay được rồi. Ồ mày về mày đây, tôi không thể cứu được Nghi Yashi nữa. Tim rất là nản. Bây giờ tao cần tay nữa con. Mày về đây, ồ né luôn. Hai thằng né như thiệt. Vô mày, tao một mình tao cần hai. Một mình tao cần hai. Chạy lúc ơi mày, chạy lúc ơi. Ồ né không được. Nó chói. Mình không kịp lách tới góc đó, góc chết mà. Con rồng rồi xuống quốc rồng rồi, trở nhanh. Tém đâu ta? Quân rồng này lại lẹ thôi, thôi tém mới ra thì tém mình lại bút xịt. Dạ ơi. Ê coi bắt lẹ. Thằng nào ở đây? Giê-xu. Rớ.
Ồ, nếu may mình đi được cái lốc cái xuống đó, nice sir. Cuối cùng thanh niên đã thể hiện được cái sự kích trong tem. Lóc lóc chúng hay lóc chúng, nice sir. Chọt thắm rồi đó, Jesus mình bắt đầu lay rồi đó. Lay rồi, lay rồi, lay chừng phải ăn luôn, cần gì nhiều như mấy ngu này. Nó fit 43 hay sao này mà, B30. Tuyệt vời. Mình giết mạng gần bằng thêm, không thể tin được. Mình level 18 mà, what the fuck, Lucian. What the fuck. Nó bọc đầu sâu trụ, trời ơi, mé máu vô lên não. Yasuo chẳng thương giớt khá là kinh. Mình đi qua rồi mình hút máu lại tí, hết máu nãy còn nửa cây. Dừng lúc, dừng lúc, dừng lúc. Thằng lúc. Quyền lúc mà chúng ly sinh. Đáy rừng lúc kìa, nice. Mình định combo lúc dưới lúc mà ai ngờ quay chúng ly sinh rờn lúc về luôn. Đúng mà trong cái hên có cái may alo, đúng trong cái xuồng có cái may đấy. Tự nhiên thắng ngược luôn. Ai giờ laptop kìa, laptop kìa. Giờ xuống này level 17, nó lên tăng rồi mấy ơi. Cứu tem tem tem, what the fuck. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời, thua luôn rồi. Tự nhiên cứ bắt thua cái thua luôn, không ai cứu tôi cái thua luôn. Rồi xong. Video này là hết rồi, nên thích thì hãy nhớ bạn like, một like, một share, một subscribe cho kênh mình nha. Bye bye.